cái tài khoản quỹ đầu tư. Trong vòng một ngày chúng ta sẽ tiếp tục xem cái tài khoản này. $1.700. Chúng ta sẽ cắt bằng tay. Tiếp tục lên và nó chốt lời phụ công một tí. Chúng ta xem thắng của tài khoản này 25.000, 112.000, 33.000. Chúng ta sẽ xem tiếp cái tài khoản này nữa. Quỹ đầu tư GFX này đã xử lý làm sao cho nó ok. Còn này 900 xem theo tầng AUD. Ok ok thoát vào trạng thái mới và chúng ta sẽ vào cái lệnh mới tài khoản mới thích này. Đó, tài khoản này mới vào chúng ta cũng có cái tỷ lệ là 18. Đó, vậy GFX đạt cái chỉ tiêu.